Xin chào quý vị quay trở lại với bản tin FBNC Việt Nam. Thưa quý vị, theo kế hoạch kiểm toán vừa được trình lên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, năm 2013 tới dự kiến sẽ có 6 tập đoàn và 4 ngân hàng thương mại. Các tập đoàn được kiểm toán nhà nước đề xuất trong danh sách kiểm toán năm tới gồm tập đoàn than khoáng sản, điện lực, dệt may, công nghiệp cao su, bưu chính viễn thông. Còn 4 ngân hàng trong danh sách kiểm toán bao gồm Vietinbank, Vietcombank, Agribank và Ngân hàng Phát triển VDB trong đó lưu ý đánh giá hiệu quả của điều hành chính sách tiền tệ tại các ngân hàng, nhất là tình hình kinh doanh vàng ngoại tệ, tình hình thực hiện các quy định về quản lý ngoại hối và sử dụng vốn. Theo Ủy ban Tài chính Ngân sách, ngoài kế hoạch này, kiểm toán nhà nước cũng cần tập trung kiểm toán hàng năm các tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn đang nắm giữ nhiều vốn và tài sản nhà nước, tham gia kinh doanh những mặt hàng độc quyền, trong đó Ủy ban Tài chính Ngân sách lưu ý về việc kiểm toán tập đoàn xăng dầu. Từ đó có ý kiến hợp lý cho công tác quản lý mặt hàng này trong thời gian tới. Tính đến hết tháng 9, Kết quả từ 50 cuộc kiểm toán cho hay, tổng số tiền đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 2.900 tỷ đồng, trong đó riêng phần tăng thu ngân sách gần 350 tỷ, giảm hơn 660 tỷ. Thưa quý vị, theo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Quốc hội khóa 13 về trả lời chất vấn chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho rằng nhiều ngân hàng thương mại đã không trung thực khi báo cáo kết quả kinh doanh. Theo thống đốc Nguyễn Văn Bình, qua thanh tra toàn diện 32 tổ chức tín dụng trong năm 2012 đã phát hiện nhiều ngân hàng báo cáo có lãi nhưng thực tế lại đang lỗ, giảm vốn điều lệ, có ngân hàng thậm chí không còn vốn. Một số ngân hàng phải tiếp tục quá trình chấn chỉnh, hợp nhất như Nam Việt, Tiên Phong, Dầu khí Toàn cầu, Nhà Hà Nội, Đại Tính, Phương Tây. Theo ngân hàng nhà nước, công tác thanh tra đã góp phần đáng kể trong xác định diện ưu tiên, phương án và biện pháp tái cơ cấu phù hợp với các ngân hàng. Thưa quý vị, trong buổi tọa đàm đánh giá hiệu quả chính sách tiền tệ 10 tháng đầu năm và khuyến nghị chính sách mới đây, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia cho rằng bỏ trần lãi suất huy động có thể trả lại cho lãi suất sự chuyển động theo cung cầu, các ngân hàng cũng tránh được rủi ro khi vi phạm quy định. Theo tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, việc bỏ trần lãi suất sẽ tránh được hiện tượng thiếu minh bạch của hệ thống khi các ngân hàng thương mại huy động với lãi suất cao hơn quy định. Ông Nghĩa cũng nhận định khả năng sau khi bỏ trần lãi suất thì thị trường có thể tăng lên, tuy nhiên cũng chỉ có thể tăng theo cung cầu thị trường chứ không thể tăng mãi được. Ngoài ra để hạn chế hậu quả khi bỏ trần lãi suất, ngân hàng nhà nước có thể tuyên bố chỉ bảo vệ lợi ích người gửi tiền chứ không có nhiệm vụ bảo vệ ngân hàng yếu kém dẫn đến phá sản. Lúc đó người gửi tiền sẽ cân nhắc chọn ngân hàng uy tín thay vì chỉ đua gửi tiền ở nơi lãi suất cao. Bà Nguyễn Thị Mùi, giám đốc trường đào tạo nhân lực Vietinbank cũng thuận theo quan điểm rằng không thể ép thực thi cùng một mức lãi suất cho nhiều ngân hàng khác nhau về phạm vi hoạt động năng lực quản trị và năng lực tài chính. Trước đó vào cuối tháng 10, trong phần trả lời kiến nghị của các cử tri, thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, hiện chưa phải là thời điểm thích hợp để dỡ bỏ trần lãi suất vì các ngân hàng đang khó khăn thanh khoản có thể đẩy mặt bằng lãi suất tăng cao. Xin được chuyển sang một thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, trong chiến lược xúc tiến thương mại hiện nay, Campuchia được xác định là một trong những thị trường mục tiêu để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng xuất khẩu, đầu tư. Tuy nhiên hiện nay hàng hóa của Việt Nam sang Campuchia đã không còn dễ dàng tiêu thụ như trước đây mà đang vấp phải sự cạnh tranh rất lớn từ các nước như Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia. Trao đổi tại buổi họp báo giới thiệu Hội chợ triển lãm thương mại Việt Nam Campuchia gọi tắt là Hồ Chí Minh City Expo 2012 và Hội nghị xúc tiến đầu tư vào 6 tỉnh tây bắc Campuchia, ông Huỳnh Tấn Phong. Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh gọi tắt là ATPC nhận định, thị trường Campuchia không chỉ thu hút sự quan tâm của Việt Nam mà còn của Thái Lan, Trung Quốc và gần đây là các nước Đông Nam Á khác như Malaysia, Indonesia. Trong đó, các vùng như Phnom Penh và 6 tỉnh Tây Bắc là những khu vực mà doanh nghiệp các nước cạnh tranh nhau để giành thị phần thông qua việc thành lập các trung tâm thương mại, tổ chức các hội trợ triển lãm lớn. Hàng hóa Việt Nam trước đây vốn được người dân Campuchia ưa chuộng nhờ có giá rẻ hơn hàng Thái Lan, và có chất lượng tốt hơn hàng giá rẻ của Trung Quốc. Tuy nhiên, hàng hóa các nước này sang Campuchia cũng đã có chất lượng tốt hơn và giá cả cũng rẻ hơn. Thị trường này không phải là một cái thị trường mà có thể nói rằng hàng hóa mà eh, nó thiếu cái sự cạnh tranh, cho nên là chúng ta không thể xem nhẹ. Bởi vì hàng Trung Quốc cũng rất rẻ, hàng Thái Lan cũng rất rẻ và Malaysia, một số nước ở cái vùng uh, của Nam Á này họ cũng đã đến ở Campuchia rất nhiều. Do đó là chúng ta các doanh nghiệp Việt Nam phải phải cố gắng phải cải tiến phải mẫu mã kỹ thuật vân vân thì mới có thể hy vọng rằng chúng ta thắng thị trường này được. Do áp lực cạnh tranh ngày một lớn nên tại Hồ Chí Minh City Expo năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo cho atBC tổ chức với quy mô lớn hơn, chất lượng hàng hóa được chọn lọc kỹ càng hơn và giá cả cũng cạnh tranh hơn. Hội trợ dự kiến diễn ra từ ngày 21 cho đến ngày 25 tháng 11 tại tỉnh Bang thu hút 200 gian hàng của 120 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như sản xuất hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ v.v. song song với các chương trình triển lãm, ATBC cũng sẽ tổ chức hội thảo xúc tiến thương mại đầu tư du lịch vào vùng tây bắc campuchia nhằm giới thiệu đến các doanh nghiệp Việt Nam tiềm năng cũng như các dự án cụ thể mà sáu tỉnh của vùng này đang kêu gọi đầu tư. Bộ Thương mại Indonesia vừa cho biết cơ quan hậu cần quốc gia nước này gọi tắt là Bulog đang tiến hành mua 300.000 tấn gạo của Việt Nam từ nay đến cuối năm để duy trì lượng dự trữ cần thiết khoảng 2 triệu tấn. Việc nhập khẩu trên được tiến hành do chính phủ Indonesia vừa đồng ý cấp hạn ngạch cho Bulog nhập khẩu 1 triệu tấn gạo, trong khi cách đây khoảng một tháng, Bulog thông báo sẽ có thể nhập khẩu khoảng 500.000 cho đến 770.000 tấn gạo trong năm nay. Ngoài Việt Nam, Bulog cũng đang tiến hành đấu thầu 100.000 tấn gạo nhập khẩu từ Ấn Độ bởi giá gạo của quốc gia Nam Á này hơn so với Thái Lan. Trước đó, Indonesia đã ký bản ghi nhớ nhập khẩu 100.000 tấn gạo của Campuchia, 1 triệu tấn của Thái Lan, 1,5 triệu tấn của Việt Nam và 200.000 tấn của Myanmar. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, từ đầu năm đến nay, Indonesia không hề nhập khẩu gạo Việt Nam dù đã ký biên bản ghi nhớ mua 1,5 triệu tấn cho năm 2012, khiến xuất khẩu gạo trong những tháng đầu năm chậm lại. Việc Indonesia tăng cường nhập khẩu gạo vào cuối năm sẽ hỗ trợ Việt Nam hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 7,5 triệu tấn trong năm nay. Thưa quý vị, trong phiên thảo luận tổ về luật thuế thu nhập cá nhân, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần áp dụng ngay các sửa đổi từ ngày 1 tháng Giêng năm 2013 do e ngại thời điểm áp dụng dự kiến vào tháng 7 sau đó sẽ khiến các quy định mới về mức khởi điểm chịu thuế có thể sẽ sớm trở thành lạc hậu. Thảo luận tại tổ về dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Nhiều đại biểu quốc hội cũng đã đề nghị nên điều chỉnh một số nội dung. Trong đó có đề xuất nên tính mức thu nhập chịu thuế cho người dân dựa trên lương căn bản, nâng cao mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc lên 4,5 triệu đồng. Nhất là cần áp dụng các sửa đổi này ngay từ đầu năm thay cho thời điểm vào đầu tháng 7 như quy định trước đó. Theo e ngại của một số đại biểu, thì khi luật sửa đổi có hiệu lực, mức khởi điểm tính thuế 9 triệu đồng có thể sẽ không bằng mức khởi điểm 4 triệu đồng cách đây 3 năm. Có đại biểu còn đề nghị không tính các khoản trợ cấp độc hại, trợ cấp khó khăn, suy giảm sức lao động, tai nạn lao động vào thu nhập chịu thuế hoặc xem xét nâng mức giảm trừ hoặc miễn thuế cho cá nhân đang có người phụ thuộc mắc bệnh năng y và tiếp theo xin được điểm qua những thông tin đáng chú ý khác trong phần cuối của bản tin thu hồi hai sản phẩm mì ăn liền của công ty Nongshim Hàn Quốc tăng cường bình ổn giá mùa Tết quý tỵ 2013.